Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, ngày nay có rất nhiều người đàn ông đã 35, 40 tuổi nhưng chưa thể lập gia đình. Một nguyên nhân lớn là họ không tìm được người phụ nữ để lấy làm vợ. Và tuổi càng cao thì khả năng lấy vợ càng khó. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, Khánh Ngọc sẽ lý giải những nguyên nhân vì sao đàn ông ở độ tuổi này rất khó khăn trong việc tìm một người phụ nữ làm vợ. Và vì sao họ lại không chinh phục được phụ nữ ở độ tuổi này, quý vị nhé. Nguyên nhân thứ nhất là ở tuổi 35-40 thì yếu tố lãng mạn ở đàn ông ít đi. Đàn ông ở độ tuổi này thực tế hơn rất nhiều so với những nam thanh niên 18-20. Họ ngại thể hiện sự lãng mạn với người phụ nữ vì sợ bị phụ nữ cho rằng mình chưa trưởng thành. Họ không tin vào sự lãng mạn của tình yêu và đề cao tính thực tế. Vì quá nghiêm túc nên họ khó làm cho trái tim người phụ nữ rung động. Phụ nữ thấy rằng những người đàn ông này thật nhàm chán. Do đó, nếu không thể tạo ra sự lãng mạn trong tình yêu thì đàn ông tuổi càng cao sẽ càng ngại tiếp xúc với phụ nữ. Khi không mở rộng vòng kết nối thì cơ hội gặp gỡ những người phụ nữ sẽ ngày càng hẹp đi. Và hậu quả là họ không thể có được đối tượng để tán tỉnh. Nguyên nhân thứ hai là tuổi tác chênh lệch khiến phụ nữ e ngại. Chúng ta duy trì một quy định bất thành văn trong hôn nhân là hầu hết đàn ông cưới vợ thường chỉ hơn phụ nữ vài tuổi và ngược lại phụ nữ cũng thế. Tuy nhiên, hiện nay phụ nữ ở độ tuổi trên 30 mà độc thân thì rất ít. Nếu có thì những người phụ nữ này rơi vào trường hợp đặc biệt. Một là họ rất thành đạt, giàu có, trình độ học vấn cao. Nếu đàn ông không có điều kiện tương đương thì họ không đồng ý. Trường hợp thứ hai là nếu phụ nữ trên 30 mà vẫn độc thân thì có thể do một nguyên nhân nào đó. Ví dụ như họ khiếm khuyết về mặt thể chất chẳng hạn. Và thứ ba là người phụ nữ đó đã từng đổ vỡ hôn nhân. Cả ba trường hợp này đều không phải là đối tượng mà những người đàn ông độc thân trên 35 tuổi theo đuổi. Nhưng nếu họ muốn tìm những cô gái trẻ dưới 25 tuổi hiện nay là rất khó khăn. Một phần là con gái trẻ họ ngại lấy những người đàn ông hơn họ quá nhiều tuổi. Thứ hai là cái suy nghĩ của hai thế hệ, ví dụ 8X và 9X, hoặc với thế hệ 2K là khác nhau. Khi suy nghĩ không phù hợp thì tán tỉnh nhau không dễ một chút nào. Vì những cô gái trẻ họ thích lãng mạn, thích chơi bời trẻ con một chút, trong khi những người đàn ông này thì lại quá nghiêm túc. Nguyên nhân thứ ba là do quan điểm thiếu chắc chắn của phụ nữ. Khi người đàn ông đã xấp xỉ 40 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, phụ nữ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi. Ví dụ, vì sao anh ta bây giờ mới tìm vợ? Chắc anh ta phải có một bí mật nào đó, hoặc con người ta phải như thế nào đó thì mới độc thân tới bây giờ. Rất nhiều những câu hỏi sẽ được đặt ra và phụ nữ sẽ đắn đo cân nhắc khi chưa có câu trả lời cho những thắc mắc này. Đây là tâm lý thiếu chắc chắn ở phụ nữ. Họ không chắc là người đàn ông đó tốt không, không chắc rằng người đàn ông đó có thật sự đàng hoàng, chín chắn hay không. Những câu hỏi dạng như thế sẽ làm tụt ý chí ở người phụ nữ. Và theo một quy luật tâm lý tự nhiên thì họ cho rằng người đàn ông đó thiếu sự an toàn và họ không lựa chọn. Rất nhiều đàn ông đã thất bại ở cái lý do này. Ngoài ra, ở khi phụ nữ chọn một người đàn ông để làm chồng thì không phải chỉ có ý kiến của một mình cô ấy mà còn có rất nhiều ý kiến khác đóng góp bổ sung vào. Chẳng hạn như là cha mẹ, bạn bè, anh em.
Tính kiên định của phụ nữ rất thấp, nên khi một người nào đó đánh giá thấp người đàn ông thì cô ấy sẽ suy nghĩ. Nguyên nhân thứ tư là đàn ông ở tuổi này thường thiếu sự nhiệt tình. Việc thiếu nhiệt tình với phụ nữ ở đàn ông U40 không phải là do đàn ông nhút nhát, mà nó quyết định bởi khả năng tình dục của đàn ông ở độ tuổi này đang là biểu đồ với mũi tên đi xuống. Chúng ta biết rằng khi còn trẻ, bạn yêu một cô gái, bạn nhớ mong cô ấy, khao khát được gặp cô ấy. Những cái này đều do khả năng tình dục thôi thúc. Thực tế mà nói thì việc muốn gần gũi, muốn đụng chạm người phụ nữ mà mình yêu đều là động lực do khao khát tình dục tạo ra. Đàn ông khi có ham muốn này thì thường tỏ ra sôi nổi và nhiệt tình. Nhưng khi mà đã qua cái độ tuổi khao khát đó thì sự nhiệt tình sôi nổi của đàn ông giảm đi là hết sức bình thường. Yêu ở độ tuổi này nó không còn nồng nàn, không còn cháy bỏng như khi còn trẻ nữa. Điều này vô hình chung là giao cản cho đàn ông ở độ tuổi U40 có thể tìm được người phụ nữ phù hợp với mình. Nguyên nhân thứ năm là đàn ông U40 có thể bộc lộ nhiều khiếm khuyết về ngoại hình. Khiếm khuyết này bộc lộ do tuổi tác và những vật lộn mưu sinh. Có một điều đặc biệt mà quý vị không biết, đó là càng chậm lấy vợ thì con người càng già đi nhanh hơn. Có thể nó bị tác động bởi tâm lý lo lắng chuyện gia đình. Một yếu tố khác có thể xét đến đó là do hormone. Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt của đàn ông độc thân thiếu khoa học hơn rất nhiều so với đàn ông đã có vợ. Khánh Ngọc ví dụ, một người đàn ông có vợ thì bữa ăn đều đặn hơn, giấc ngủ cũng khoa học hơn, vì họ có những người phụ nữ chăm sóc. Đàn ông khi có vợ hầu hết là đều tăng cân là vì cái lý do này. Trong khi người đàn ông độc thân thì thường hay thỏa hiệp với bản thân, ăn lúc nào cũng được, ngủ lúc nào cũng được, thậm chí là bỏ bữa hoặc thức khuya. Sinh hoạt thì thiếu khoa học vì không có người quan tâm, đúng không ạ? Những khiếm khuyết về ngoại hình còn do ở tuổi này ít đàn ông chú ý đến việc chăm sóc cơ thể, không thể dục thể thao, ăn nhậu nhiều khiến cho ngoại hình không còn hấp dẫn đối với phụ nữ nữa. Ngoài ra cách ăn mặc cũng ảnh hưởng không nhỏ. Đàn ông độc thân mà không quan tâm tới việc ăn mặc thì thường khiến mình bị trừ điểm trước phụ nữ, quý vị ạ. Nguyên nhân thứ năm là do công việc và nền tảng kinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ còn nhiều lý do nữa khiến cho đàn ông trên 35 tuổi độc thân rất khó lấy vợ, đặc biệt là ở các vùng quê hiện nay. Trong đó có nguyên nhân do công việc và nền tảng kinh tế của đàn ông không đáp ứng được thỏa mãn của phụ nữ. Đàn ông ở độ tuổi gần 40 là độ chín của sự nghiệp. Không giàu có thì công việc cũng phải ổn định và có tài chính. Một người đàn ông ở độ tuổi này rồi mà vẫn ở nhà xin tiền bố mẹ thì lấy vợ nuôi con kiểu gì, đúng không ạ? Trong cái trường hợp này, phụ nữ họ không tham, mà đó là thực tế. Bạn muốn người phụ nữ sống với bạn thì bạn phải đảm bảo những cái nhu cầu cơ bản nhất của một gia đình. Quý vị thân mến, trên đây là một số nguyên nhân căn bản khiến cho đàn ông độc thân càng lớn tuổi càng khó tìm vợ. Muốn thu hút được sự chú ý của phụ nữ, đàn ông phải sửa tất cả những khiếm khuyết mà Khánh Ngọc vừa mới nói ở trên. Khi đã hoàn thiện rồi thì bạn hoàn toàn có thể tìm được một cô gái phù hợp với mình. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.